Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vẫn thường nói câu là tuổi trẻ tài cao, và thực tế thì thế giới đã biết đến một số nhà lãnh đạo trẻ như là Thủ tướng Canada đã ở chức Thủ tướng từ lúc 44 tuổi, hay là Thủ tướng Ukraine 35 tuổi, nhà lãnh đạo Triều Tiên 35 tuổi và mới đây nhất là nữ Thủ tướng Phần Lan 34 tuổi, rồi đến Sebastian Kurz 31 tuổi là Thủ tướng nước Áo trẻ nhất thế giới. Và ở Việt Nam thì chúng ta cũng đã từng biết đến một số trường hợp ngoài 30 tuổi đã được bổ nhiệm làm vụ trưởng, cục trưởng hay là thứ trưởng bộ ban ngành nào đó. Và việc trọng dụng những nhân tài trẻ tuổi có thể đã được lựa chọn ở nhiều quốc gia với mong muốn là thay đổi cục diện, đường lối và chính sách, tầm nhìn phát triển của quốc gia đó. Còn ở Việt Nam thì làm thế nào để thu hút và trọng dụng được nhân tài trẻ là vấn đề đã được đặt ra ở nước ta từ lâu. Nhưng đến nay thì vẫn là một bài toán khó. Vậy cái khó đến từ những rào cản nào và đâu là giải pháp? Thì ngày hôm nay chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam, giảng viên của Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội. Đầu tiên thì chúng tôi xin được cảm ơn anh đã nhận lời mời đến với trường quay của Chào buổi tối ngày hôm nay. Dạ vâng, xin chào và xin chào quý khán giả đang xem chương trình. Dạ vâng ạ, đúng như là những cái thông tin mà chúng tôi đã đưa ra ở đầu cuộc trò chuyện, đó là chúng ta thấy rằng hiện nay trên thế giới thì có rất là nhiều những nhà lãnh đạo trẻ. Và bản thân anh thì anh cũng là một du học sinh tại Mỹ, và trước khi mà chúng ta đến với cái câu chuyện này thì chúng ta thấy rằng là Việt Nam có một cái bài toán khó, đó là đầu tiên thì là lãnh đạo trẻ này, và sau đó thì chúng ta còn có một bài toán nữa, đó là chảy máu chất xám. Nhưng với anh thì sau khi du học Mỹ thì anh lại quay trở về Việt Nam, anh có thể chia sẻ lý do cho quý vị khán giả biết tại sao anh lại lựa chọn quay trở lại đất nước ạ? Cái câu hỏi này tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến là mình sẽ phải trả lời, nhưng mà tại vì tôi tốt nghiệp và trở thành một giảng viên của Đại học Quốc gia Hà Nội. Sau 8 năm sau đó thì tôi bắt đầu mới đi du học tiếp. Có lẽ là vì cái bề dày văn hóa, và tôi luôn luôn là tự xác định mình là một giảng viên của trường đại học ấy. Và trong cái quá trình đi học thì vẫn có những cái trao đổi chuyên môn với các cái đồng nghiệp, hàng năm vẫn quay trở lại trường để hỗ trợ chuyên môn cho các bạn trẻ, cho nên là có một cái cảm giác là được thuộc về một cái tổ chức nào đấy nó vẫn còn. Và vì vậy cho nên là cả trong quá trình tôi vẫn chưa bao giờ nghĩ rằng là mình sau khi học xong thì mình sẽ đi ra chỗ khác, mình vẫn sẽ mang lại những kiến thức trở về cái môi trường Đại học Quốc gia Hà Nội của chúng tôi. Vâng ạ. Và thưa anh, quay trở lại với cái chủ đề của chương trình ngày hôm nay, chúng ta thấy rằng là tại Việt Nam, thế giới thì tôi cũng đã nhắc tới rồi, còn tại Việt Nam thì cũng có rất là nhiều những nhà lãnh đạo trẻ. Khi mà ngoài 30 thôi thì họ đã là người đứng đầu bộ ban ngành rồi. Và thông thường khi mà có những cái chức vụ như vậy thì dư luận đã đặt ra một câu hỏi và nghi ngờ về năng lực của họ. Vậy thì anh nghĩ sao về điều này ạ? Thực ra thì đúng là truyền thống ở phương Đông của chúng ta ấy là trọng sỉ và trọng tước, tức là trọng cái tuổi tác và trọng cái vị trí hoặc là các cái chức tước, và hai cái này thì thường là đi với nhau, tức là anh sẽ có một cái vị trí xã hội nào đấy khi mà anh có một cái bề dày và một cái độ tuổi nhất định. Nhưng mà cái này cho nên nó dẫn đến rằng là gì nhỉ, ở lâu thì lên lão làng. Nhưng mà cái này thì nó không phù hợp với cả cái cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 nữa, nó chỉ phù hợp với cả cái cuộc cách mạng công nghiệp 2.0 thôi, khi mà chúng ta không có nhiều cái con đường để tăng tốc để mà học tập được và phải tích lũy qua thời gian. Nhưng mà bây giờ ấy, thì tất cả những cái tri thức của nhân loại nó đưa ra và chúng ta không thể nào mà tiêu thụ được, nhưng mà chúng ta lại có rất nhiều các cái cách thức, con đường và công cụ để có thể là cập nhật được những cái kiến thức mới nhất. Và những cái người trẻ thì tôi cũng sẽ phải đặt ra vấn đề rằng là họ chỉ cần có cái năng lực để tiếp cận với cả cái kiến thức về quản trị tiên tiến, hoặc là ví dụ như là những cái công cụ để mà họ sử dụng quản lý ở trong những cái lĩnh vực của họ một cách hiệu quả thôi. Thì cái độ nhạy với cả cái việc sử dụng công cụ này, hay là ví dụ như là tốc độ của hệ thần kinh khi mà xử lý tất cả các cái công việc này, hoặc là ví dụ như cái tính cởi mở với cả cái mới, thì cái này thì là tất nhiên là giới trẻ là sẽ có chiếm ưu thế hơn so với cả những cái người lớn tuổi rồi. Và bây giờ thì chúng ta nhìn thấy là tốc độ là cái điều quan trọng. Rồi thứ hai nữa là nhiều khi là cái tính sáng tạo đổi mới thì nó cần phải có những cái góc nhìn mà hoàn toàn là mới, chưa bị làm đi làm lại một cái lĩnh vực theo một cái lối mòn nào đó. Vậy thì cái tính sáng tạo đôi lúc thì đối với cả những cái người trẻ trung thì bao giờ cũng sẽ có được cái nguồn năng lượng và cái sự sáng tạo mới hơn. Thì chúng ta cũng nhìn thấy đó là những cái thực tế thôi, cho nên là có thể ở trên thế giới thì và kể cả là Việt Nam chúng ta bắt đầu đã nhìn nhận đối với cả những cái người trẻ tuổi như là những cái tiềm năng để có thể là dẫn dắt đất nước rồi. Vâng ạ, nhưng mà nó mới chỉ là tiềm năng chứ chưa phổ biến, đúng không ạ? Trong khi bằng tuổi đó ở nước ngoài thì họ còn làm tới chức vụ cao hơn. Và có một cái câu hỏi đặt ra là phải chăng là chúng ta chưa trọng dụng nhân tài trẻ, hay là tuổi trẻ Việt thì lại không đủ khả năng để được làm những cái vị trí như vậy ạ? Không, tôi nghĩ rằng nó cũng có những cái sự cẩn trọng cần thiết mà chúng ta cần phải đưa ra để bàn. Tại vì một người mà đã làm lãnh đạo mà ở trên những cái cương vị như vậy thì quyết định của họ ảnh hưởng đến một cái số đông rất là nhiều người. Mặc dầu ấy là cái việc đưa ra cái quyết định thì nó phải dựa trên bằng chứng khoa học, thì cái này thì có thể là những người trẻ có thể tiếp cận được với những cái mới, những cái bằng chứng nghiên cứu khoa học. Nhưng mà cái thực thi một cái chính sách thì bao giờ cũng phải dựa trên cái sự thấu cảm đối với cả cái tâm lý của những cái người dân, và làm như thế nào không phải là mình đưa ra cái gì, mà vấn đề là mọi người phải đồng thuận, ủng hộ, mình hiểu được những cái khó khăn, những cái thuận lợi khi mà ban hành cái chính sách đấy. Thì cái sự thấu cảm đấy thì cũng giống như là tâm lý thôi. Những chuyên gia tư vấn tâm lý mà tôi trẻ trung như thế này thì chắc là mọi người sẽ không tin được bằng là những chuyên gia mà có thể là nhiều tuổi hơn, có những cái kinh nghiệm từng trải, và cái sự thấu cảm nhìn nhận vấn đề nó sẽ tốt hơn. Cho nên là tôi nghĩ rằng là đấy là cái sự cẩn trọng mà đôi lúc chúng ta cũng cần phải tính toán đến. Với cả bên cạnh đó nữa thì dẫu sao ấy, nó cũng cần phải có những cái môi trường thử lửa đủ dài để biết được đâu là vàng thật, đúng không? Tại vì về mặt chính trị tư tưởng, kiểu gì chúng ta cũng sẽ cần phải có những cái môi trường để mà rèn luyện những cái viên ngọc quý đó. Vâng ạ, tức là tốc độ nhưng mà chúng ta cũng không thể nào mà nhanh chóng quá được, đúng không ạ? Vậy thì ở dưới góc độ của anh có đánh giá như thế nào về những cái cách quản lý của những người lãnh đạo trẻ tuổi ạ? Xung quanh anh. Vâng, thì thực ra thì xung quanh tôi thì cũng những cái người bạn đồng nghiệp thì họ cũng rất là tài năng, họ cũng trở thành những người lãnh đạo trẻ rồi. Và tôi thì nhận thấy được là có một cái làn gió mới, ít nhất là cái phong cách của họ rất là gần gũi. Nếu mà như nó không có cái quan cách quá, họ không có một cái khoảng cách đối với cả cấp dưới, mà họ giống như là một cái đồng nghiệp lớn thôi. Trước đây thì chúng ta cũng có thể là cũng hơi bị thần tượng là lãnh đạo nó giống như là một cái người mà phải biết hết tất cả mọi thứ. Nhưng mà bây giờ thì không, mỗi người là một việc, và lãnh đạo thì có cái chức năng nhiệm vụ của họ là họ phải có những cái kiến thức về quản trị tiên tiến, rồi họ phải điều hành cái công việc dựa trên cái kiến thức của khoa học quản lý. Thế nhưng mà còn có các cái nhiệm vụ khác dưới thì nó sẽ có những cái bộ phận để tham mưu cho họ. Nhưng mà cái quan trọng là gì? Họ giống như là một cái người đồng nghiệp lớn, họ sẽ là cái người mà cùng dẫn dắt cả một cái tập thể. Và cái quan trọng là bây giờ là cái người mà coi như là lãnh đạo của một tổ chức ấy, là truyền cảm hứng được cho anh em ở phía dưới. Thế mọi người cùng chung một cái ý chí, cùng chung một cái cách hiểu về cái công việc và làm cho cái công việc đấy nó chạy. Thế thì đôi lúc cái mức độ năng lượng này hoặc là cái sự nhiệt tình này đối với cả những anh em trẻ ấy, thì mình nhìn thấy họ có năng lượng. Đôi lúc là họ cũng truyền được cái năng lượng cho mình bằng những cái công việc thực tế mà họ xử lý. Họ không có ngại việc, cho nên là đôi lúc là có những cái công việc dù nhỏ dù to cái gì thì họ cũng cùng chung tay với anh em làm một phần. Cái điều đó là cái điều mà tôi cũng nhận thấy ra cái điểm mới ở những cái người lãnh đạo trẻ mà ở xung quanh chúng tôi, thậm chí là ở độ tuổi của tôi nữa. Dạ vâng ạ. Và quay trở lại với cái câu hỏi đầu tiên, tôi nghĩ rằng có một cái vấn đề đặt ra, đó là đôi khi Việt Nam của chúng ta chưa có quá nhiều lãnh đạo trẻ, bởi vì là một phần khi mà họ học tập ở nước ngoài và họ đã không quay trở lại Việt Nam, và chúng ta cũng có một cái đánh giá đó là có khi là chúng ta có một cái chế độ đãi ngộ chưa tương xứng nên là chưa thu hút được nhân tài trẻ. Anh nghĩ sao ạ? Tôi thì tôi nghĩ là này, một khi mà đã là nhân tài thì thực ra là họ cũng sẽ không tính toán đến các cái vấn đề liên quan đến chế độ về vật chất đầu tiên đâu. Họ sẽ tính toán đến rất là nhiều các yếu tố khác. Ví dụ như là những cái nhu cầu bậc cao hơn. Ví dụ như tôi trở về ấy, thì tôi có một cái nhóm nào đấy để thuộc về, để tôi có thể thuộc về được hay không? Tức là có một cái nhóm cùng đẳng cấp, cùng gọi là những cái kiến thức kiểu như vậy. Tôi có thể chia sẻ với họ những cái điều mới mẻ mà tôi học tập được, có thể được những cái người khác hiểu và cùng chung cái gọi là tầm nhìn hoặc là cái con đường đấy để mà triển khai ở trên thực tế. Đấy, rồi là cái thứ hai nữa là gì? Liệu rằng là những cái ý tưởng, những cái mà mình đã học được ấy, về nó có cái môi trường để thể hiện, để được đóng góp không? Ai cũng có một cái nhu cầu để thể hiện. Nếu mà về nhà mà chúng ta gọi là học rất là nhiều cái hay ho nhưng mà không có chỗ để mà thể hiện, thì đó là một cái điều mà họ cũng sẽ rất là trăn trở. Tức là không có nhóm nào đấy để thuộc về, không có cái nhu cầu, không thỏa mãn được cái nhu cầu được thể hiện ra. Rồi là ví dụ như là những cái giá trị mà họ đóng góp không được ghi nhận một cách tương xứng, thì những cái đó có khi nó quan trọng hơn nhiều so với cả những cái quyền lợi về mặt vật chất. Và những cái người bạn của tôi ấy là họ tìm một cái môi trường làm việc, họ tìm một cái nhóm đồng đội để mà có thể cùng chí hướng, để mà cùng làm. Và có một cái thứ ba nữa là họ sẽ cần phải có một cái gì đấy nó giống như là một cái nơi mà họ phải có một cái cảm giác, giống như tôi lúc đầu đã nói đấy, nó phải thuộc về. Vâng, nó phải có một cái gì đấy nó là thuộc về. Nếu mà ví dụ như nó là gia đình rồi thì gia đình chả ai chê, gia đình mình nghèo hay là không nghèo cả, còn khó khăn thì mình vẫn chịu gọi là những cái bối cảnh chung như vậy, nhưng mà mình sẽ vẫn chung sức cùng với cả anh em. Vâng ạ, tôi hiểu những cái chia sẻ của anh, và đúng là khi mà bước vào một môi trường làm việc rồi thì chúng ta cần cái cảm giác là môi trường và những người xung quanh liên kết lại với nhau và chung sức với nhau hơn hơn là những cái điều mà chúng ta đặt ra, đó là về chế độ đãi ngộ hay là kinh tế, đúng không ạ? Dù đó cũng đóng góp một phần nhỏ trong cái quá trình làm việc của chúng ta. Và một lần nữa thì chúng tôi cũng cảm ơn anh đã nhận lời mời đến với trường quay của Chào Buổi Tối ngày hôm nay và chia sẻ cho quý vị khán giả những cái điều mà tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng sẽ có một cái nhìn nhận rõ ràng hơn về tuổi trẻ và khi mà chúng ta ở vị trí lãnh đạo thì sẽ như thế nào. Một lần nữa xin được cảm ơn anh. Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Chào Buổi Tối của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.